Alo đi, alo, nói chuyện ngoại đi. Oh, ngoại ơi. Mẹ sao tự dưng nói không nói cái gì rồi? Cái gì? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Alo đi. Ngoại ơi. Có xe hà nè. Rồi đi. Có gọi điện cho ai vậy? Có gọi điện cho ai vậy? Điện gọi á, Nicky đến rồi. Nicky đến rồi hả? Gọi đi, con gọi đi. Gọi đó nghe cái kia nó điện thoại nó cái kia rồi. Ừ, cái kia nó là sao?